Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nhân sự đại hội 13 bế tắc và khủng hoảng. Hội nghị trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, tức là hội nghị trung ương 12, được khai mạc tại Hà Nội vào sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020. Nội dung chính của hội nghị này được cho biết chủ yếu tập trung bàn về vấn đề nhân sự cho đại hội Đảng lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào đầu năm tới 2021. Đây được coi là một hội nghị quan trọng bậc nhất trước Đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam để trình phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa tới. Đây là hình ảnh hội nghị Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 được khai mạc ở Hà Nội vào hôm 11 tháng 5 năm 2020. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. Những nội dung liên quan đến vấn đề nhân sự được nêu rõ gồm phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng và việc phân bổ đại biểu tham dự đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng Giêng năm sau. Ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong thời điểm hiện nay, một số ủy viên Ban chấp hành Trung ương, một ủy viên Ban Bí thư và ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cần kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh đường lối của Đảng. Ngoài ra, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam còn nhắc lại những vị thuộc các cơ quan đầu não của Đảng như vừa nêu trên cần phải không tham nhũng, cơ hội và tham vọng quyền lực. Vào cuối tháng 4 vừa qua, một bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 13 cũng được truyền thông nhà nước loan đi. Nhiều nhà quan sát trong nước cho rằng những nội dung mà vị đương kim Tổng Bí thư nêu ra không có gì mới, vẫn mang tính giáo điều, bảo thủ như bấy lâu nay. Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến kéo dài đến ngày 14 tháng 5. Và theo thông lệ, sau cuộc họp Ban chấp hành Trung ương Đảng vào tuần sau, từ ngày 20 tháng 5, Quốc hội Việt Nam khóa 14 sẽ bắt đầu nhóm họp, kỳ họp thứ 9. Mô hình bộ máy quyền lực và các phương án nhân sự của lãnh đạo cao cấp hiện nay, ngay trước các dịp Hội nghị Trung ương 12 diễn ra, là một chủ đề được quan tâm trong giới quan sát và phân tích chính trị tại Việt Nam. Đây là hình ảnh tam trụ, tức là bộ ba quyền lực hiện nay của Việt Nam. Vào hôm 8 tháng 5, trên trang nghiên cứu quốc tế, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore đưa ra một số nhận định như sau. Việc quay lại mô hình tứ trụ cũng có khả năng được Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương Đảng nhiệm kỳ tới ủng hộ. Số lượng các ủy viên Bộ Chính trị tiếp theo vẫn chưa được xác định, tuy nhiên, con số này nhiều khả năng nằm trong khoảng từ 15 tới 19 như các kỳ đại hội gần đây. Nếu xét việc Đảng nhấn mạnh việc quy hoạch nhân sự cấp cao chiến lược trong thời gian gần đây, Đảng có thể sẽ muốn bầu tối đa 19 ủy viên Bộ Chính trị để có được một lực lượng nhân sự cao cấp chiến lược lớn hơn, qua đó có nhiều lựa chọn hơn cho các vị trí lãnh đạo trong tương lai. Về các ứng viên cho 4 vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước và chính quyền, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định như sau. Như đã nói, theo truyền thông, ứng viên cho vị trí Tổng Bí thư thường được chọn trong số 4 chính trị gia hàng đầu của nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, thường trực Ban Bí thư cũng có thể là một ứng viên đủ điều kiện. Do giới hạn nhiệm kỳ cũng như tuổi cao và sức khỏe yếu, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu tại đại hội tiếp theo. Do đó, ba ứng viên thay thế cho ông sẽ là ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Quốc Vượng. Vì cả ba đã quá 65 tuổi vào tháng 9 năm 2020, nên người được chọn nắm ghế Tổng Bí thư sẽ được miễn giới hạn tuổi tác, còn hai người còn lại sẽ phải nghỉ hưu. Ngoài ra, nhà nghiên cứu từ Viện ICE của Singapore này cũng nêu nhận định của mình cho các ghế còn lại là Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh được một số nhà quan sát đánh giá là ứng viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch nước. Trong số 6 ủy viên Bộ Chính trị còn lại hiện nay, chỉ có ông Vương Đình Huệ và ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, do ông Minh chủ yếu phụ trách các vấn đề về đối ngoại, ông Huệ, người giám sát các vấn đề kinh tế và tài chính và từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2011 cho đến 2016, đã trở thành ứng viên mạnh nhất vào vị trí Thủ tướng. Đối với các vị trí Chủ tịch nước, các ứng viên chính bao gồm ông Phạm Bình Minh, ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Phạm Bình Minh, một nhà ngoại giao kỳ cựu có trình độ tiếng Anh tốt, dường như là ứng viên nổi bật nhất. Vì Chủ tịch nước sẽ phải tham gia vào nhiều hoạt động đối ngoại, bao gồm các chuyến thăm song phương và tham dự các sự kiện đa phương. Và qua đó, tất nhiên,
ông Minh sẽ có lợi thế đáng kể so với hai ứng viên còn lại. Đối với các vị trí Chủ tịch Quốc hội, ngoại trừ ông Võ Văn Thưởng, người có độ tuổi còn khá trẻ, có thể là một bất lợi đối với ông, các ủy viên Bộ Chính trị còn lại gồm Phạm Bình Minh, Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai, Nguyễn Văn Bình đều có cơ hội khá cân bằng để được xem xét cho vị trí này. Ông Hào Hoàng Hợp, người cũng đồng thời làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Israel của Singapore, nói với cái tư cách nhà nghiên cứu, cao cấp và khách mời, nhận định theo sau. Theo tôi, không có gì mới vì nhiều người nói rồi và tứ trụ chứ không phải tam trụ. Đây là hình ảnh những ứng viên sáng giá cho những vị trí lãnh đạo cấp cao tại đại hội lần thứ 13. Về 4 ứng viên cho tứ trụ, nhiều người nói với các cơ sở quyết định 90 và 214, bà Trương Thị Mai khó làm Chủ tịch Quốc hội. Cách đây nhiều tháng, tôi cũng đã nói ghế Chủ tịch nước chưa có dự kiến ứng viên, ngay bây giờ cũng chưa có. Ông Phạm Bình Minh đủ tiêu chuẩn theo quyết định số 214 để ứng cử các chức vụ Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Ông ấy chỉ chưa đủ tiêu chuẩn ứng cử Tổng Bí thư thôi. Tuy nhiên, có vẻ chức Chủ tịch nước khá hợp với ông này, bởi vì ông Minh đã làm hai khóa Bộ trưởng rồi, thì không thể tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nữa. Nhưng ứng cử chức Chủ tịch với ông Minh theo các mối quan hệ nội bộ có thể lại không thuận lợi. Nhà nghiên cứu này nói tiếp là theo quyết định số 214 và 90 ở đây về mối quan hệ nội bộ, tức là về hành vi, nhiều người có thể không muốn như vậy và không muốn khác đi, nhưng vì thế vẫn có chức Phó Thủ tướng phụ trách đối ngoại cho ông ấy. Giống như bên Trung Quốc, người ta có chức vụ của ông Dương Khiết Trì, đó là một khả năng sắp xếp. Và theo tôi, khó khăn nhất là chức Tổng Bí thư. Ông Trọng giới thiệu ông Vượng hai lần đều chưa thành công, Bộ Chính trị chưa tán thành. Bây giờ sẽ phải họp để giới thiệu lại, tức là bỏ phiếu cho vài ứng viên. Đúng ra lúc này, các ứng viên sơ bộ là các ông bà Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng và Phạm Minh Chính. Có một số đông chưa rõ bao nhiêu phần trăm ủng hộ ông Phúc. Bây giờ ông Trọng không thể phát biểu như trước đây rằng ứng viên vị trí này phải là người miền Bắc. Cũng có một tỷ lệ cao được cảm nhận chưa rõ là bao nhiêu muốn ủng hộ bà Ngân. Nhưng tóm lại, dự đoán, cứ dự đoán, xong vừa cuối cùng thủ tục đề cử chưa xảy ra nên chưa thể rõ cụ thể được. Trong giai đoạn công tác chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 được đẩy mạnh thì lại xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Một câu hỏi được đặt ra là liệu viêm phổi Vũ Hán có làm thay đổi đại cục về nhân sự cho đại hội 13 hay không? Đây là hình ảnh bảng tuyên truyền chống viêm phổi Vũ Hán trên đường phố Việt Nam của những ngày qua. Hôm 21 tháng 4, hãng tin Reuters dẫn lời giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương và Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định do sự lãnh đạo mạnh mẽ của chính phủ và sự hợp tác của người dân đã giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ở Việt Nam. Những người trực tiếp chỉ đạo chống dịch tiêu biểu có thể kể đến là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Vũ Đức Đam và Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Vậy những người này liệu có được lợi thế trong việc lựa chọn nhân sự ở khóa mới hay không cũng là một câu hỏi được đặt ra. Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải từ Hà Nội khẳng định vấn đề dịch bệnh không ảnh hưởng đến đại hội đảng và chuyện nhân sự chủ chốt. Nhân sự người ta đã sắp xếp từ năm ngoái rồi, chẳng ai có thể thay đổi được. Đại hội 13 hay 14 gì thì cũng thế thôi. Theo ý kiến của nhà báo Nguyễn Vũ Bình, điểm cộng cho những người chỉ đạo chống dịch nếu có đi chăng nữa cũng không đáng kể, ông phát biểu. Nếu có điểm cộng thì cái đó đối với quy trình bầu chọn, nhất là các nhân sự cao cấp, thì cũng không đáng kể lắm. Đối với các cơ chế toàn trị cộng sản thì yếu tố này cũng không có ảnh hưởng lắm đến việc bầu chọn nhân sự cấp cao. Tức là nó có nhiều yếu tố để chọn nhân sự. Nổi lên như vừa qua đã giúp chống dịch, nếu như có cũng chỉ là thêm chứ không phải là yếu tố chính để quyết định. Học giả Đỗ Thông Minh cho rằng dù ông Phúc và ông Đam đang được dư luận đánh giá tốt, nhưng vấn đề nhân sự là do nhà cầm quyền sắp xếp. Ông nói, theo tôi nghĩ thì ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Vũ Đức Đam tương đối là được dư luận chú ý, mặc dù vẫn có những sơ sót nhưng có vẻ cũng không nặng lắm. Còn ông Nguyễn Đức Chung thì có vấn đề về gia đình, làm ăn sân sau và vụ Đồng Tâm, nên ông Chung thì hơi khó. Còn về nhân sự do nhà cầm quyền của đảng sắp xếp thì ông cũng không thể nói trước được. Cũng có ý kiến lại cho rằng đang xuất hiện một sự bế tắc và khủng hoảng cao độ của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản trước đại hội 13. Đây là hình ảnh 20 tướng quân đội và công an của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị kỷ luật hoặc bỏ tù trong chiến dịch đốt lò của ông Trọng cho đến tháng 9 năm 2019. Tác giả Việt Hoàng nhận định tiếp như sau. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần, nhưng qua theo dõi báo chí thì chúng ta có thể thấy được sự bế tắc toàn tập của họ. Ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ vì sức khỏe không được tốt nên rất ít xuất hiện. Ngay cả trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán cũng không thấy ông ấy đâu. Tuy nhiên, lúc ông Trọng xuất hiện hiếm hoi
thì chỉ là một vấn đề được ông ấy quan tâm, đó là vấn đề nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng. Tất nhiên là như vậy, vì bất cứ tổ chức chính trị nào thì hai vấn đề tư tưởng chính trị, tức là đường lối, và nhân sự cán bộ luôn là quan trọng nhất. Ngay từ cuối năm 2018 thì Đảng Cộng sản đã thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội của Đảng Cộng sản, bao gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban điều lệ Đảng, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức và phục vụ đại hội. Trong đó hai tiểu ban quan trọng nhất là tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự đều do ông Trọng làm trưởng ban. Về tư tưởng đường lối của Đảng Cộng sản thì có thể thấy là họ hoàn toàn bế tắc, vì chủ nghĩa Cộng sản đã bị cả thế giới lên án là tội ác chống lại nhân loại. Trong khi đó, tiêu chuẩn để cơ cấu cán bộ cho Đại hội Đảng 13 vẫn là có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng, hiến pháp của nhà nước và lợi ích của quốc gia, dân tộc, và có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm, có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối hoàn diện để tham gia vào quy hoạch đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban chấp hành Trung ương. Nói tóm lại là phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc, tức là chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Khi tư tưởng đường lối của Đảng đã bế tắc thì nhân sự sẽ khủng hoảng, vì bất cứ một chính đảng nào cũng chỉ đoàn kết được với nhau khi cùng chia sẻ một tư tưởng chính trị. Một tổ chức chính trị mà không có tư tưởng chính trị được văn bản hóa thành một cương lĩnh chính trị thì không có lý gì để tồn tại. Chủ nghĩa Mác Lênin đã chết. Đảng Cộng sản đã hoàn toàn trần trụi về mặt tư tưởng, vì vậy họ chỉ còn gắn kết với nhau bởi quyền lợi. Thế nhưng quyền lợi vật chất luôn là thứ gây chia rẽ thay vì đoàn kết trong các tổ chức. Khi tiền bạc là thứ duy nhất để kết dính các thành viên thì Đảng Cộng sản đã biến thành một tổ chức mafia, chứ không còn là một tổ chức chính trị nữa. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cao nhất có thâm niên Đảng kéo dài liên tục, hơn 20 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, giữ nhiều cương vị quan trọng và trọng trách như Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư nhiệm kỳ khóa 11 và đương nhiệm khóa 12, kiêm Chủ tịch nước từ năm 2017 đến nay. Ông thấu hiểu được thực trạng suy thoái của bộ phận đội ngũ lãnh đạo đảng viên, kể cả cấp cao, là nguy cơ lớn nhất với sự tồn vong của chế độ. Ông cũng là người phát động chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ, còn được gọi là công cuộc đốt lò trong thời gian gần đây. Thế nhưng, giới quan sát tình hình Việt Nam trong nước đều cho rằng đó chỉ là công cuộc đốt lò, đấu đá, phe nhóm, bóng trọng đang ra sức để củng cố quyền lực của mình, chứ không phải để nằm làm trong sạch bộ máy. Ông Nguyễn Gia Kiểng thuộc Tập hợp Dân chủ Đa nguyên lập luận rằng Đại hội Đảng lần thứ 13 làm khúc quanh của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ 13, Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là một chính đảng của nhân dân Việt Nam đã đành, mà cũng không phải là một chính đảng của 5 triệu đảng viên nữa. Ông Nguyễn Gia Kiểng nhấn mạnh, đó chỉ là một cơ quan trong bộ máy cầm quyền của một nhóm người chung quanh ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2020, với bản tin Nhân sự Đại hội 13 bế tắc và khủng hoảng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.